ta bảo tránh cảnh giữ tâm, tức là độc cư. Khi tâm đã thuần thục thì mắt thấy sắc không dính sắc, tức là ta đã đoạn dứt tâm ham muốn, hay nói cách khác là ta đã ly dục, ly ác pháp. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy nghe một sự việc, một đối tượng, một hoàn cảnh, một sắc tướng, một âm thanh, một hương thơm, một mùi vị, một cảm xúc ngay thẳng, chánh trực, đứng đắn, công minh. Chánh kiến thuộc về lục nhập, tiếp xúc lục trần. Lục nhập là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Ngay thẳng, chánh trực, đứng đắn, công minh của đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Này con, ở đâu có nghe thấy hiểu biết mà không có thiện pháp thì ở đó có đau khổ. Vậy thiện pháp là gì? Là 10 giới thầy đã dạy con ở trường. Muốn thấy nghe hiểu biết chân chính thì phải khép mình trong khuôn khổ giới luật mà con đã học. Tóm lại, chánh kiến là sự phòng hộ 6 căn, giữ gìn tâm lúc nào cũng thanh thản an vui, không bị cám dỗ và lôi cuốn bởi sao trần. Nếu ngay trên cuộc sống hàng ngày mà con giữ gìn tâm được như vậy, tức là con đã lìa xa tâm ham muốn. Mà đã lìa xa tâm ham muốn thì con hoàn toàn giải thoát khỏi đau khổ. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ hai, chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét đúng đắn, chân chánh, ngay thẳng, công minh. Chánh tư duy thuộc về ngay thẳng, đúng đắn, chân chánh, công minh của đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Này con, ở đâu có sự suy ngẫm, có sự nghiệm xét trong thiện pháp loại trừ các ác pháp, là ở đó phải có một tư music ứng ý nghĩ chân chính trong giới luật thì luôn luôn có tâm hồn thanh thoảng an vui hạnh phúc. Thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà thầy đã dạy ở trên. Khi muốn suy nghĩ nghiệm xét một điều gì thì lấy 10 giới làm khuôn phép cho sự suy nghĩ nghiệm xét đó. Nếu những sự suy nghĩ đi ngược lại 10 giới là con phải dứt ngay, chận đứng ngay, đoạn dứt ngay. Vì đó là sự tư duy, là tà tư duy. Nếu con thường xuyên thực hành những điều này để giữ gìn, phòng hộ, bảo vệ tư tưởng con lúc nào cũng thanh tịnh và trong sạch, do đó thân tâm con sẽ được an lạc, thanh thản, giải thoát. Chánh tư duy là sự bảo vệ tư tưởng trong sáng thanh tao, lúc nào cũng minh mẫn, sáng suốt, tỉnh thức trong mọi sự suy nghĩ. Nó đều gắn liền với thiện pháp, xa lìa hẳn những ác pháp. Tóm lại, đây là nẻo thứ hai. Nếu con siêng năng chịu khó hàng ngày rèn luyện tu tập tư tưởng mình thì đó là tự con đã đưa tư music của con vào niết bàn, giải thoát cứu kính vĩnh cửu. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ ba, chánh ngữ. Chánh ngữ thuộc về khẩu, miệng. Chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là lời nói chân thật, công bằng, ngay thẳng, hợp lý. Chân thật, công bằng, ngay thẳng, hợp lý của đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có lời nói thiện, ôn tồn, nhã nhặn, hòa hợp, êm ái, nhẹ nhàng, an ủi, khuyên giải, thành thật thì ở đó thân tâm thanh thản, an vui, hạnh phúc. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà thầy đã dạy ở trên. Vì thế chánh ngữ là lời nói ra những lời lành bằng giới luật mà con đã học, ngược lại là lời nói ác. Phật dạy chánh ngữ mục đích là giữ miệng lưỡi, vì miệng lưỡi sinh ra phiền não đau khổ cho mình, cho người.
Cho nên người phụ nữ có chồng không nên đem chuyện xấu trong nhà thuật lại cho láng giềng, đầu này hay đầu kia, hoặc cha mẹ ruột. Bởi vì không có lửa nào có thể tệ hại như lửa ấy. Nếu có người láng giềng, đàn ông hay đàn bà, nói xấu cha mẹ chồng hay chồng, không nên đem những chuyện lời phỉ báng ấy về nhà lặp lại và nói rằng người nọ người kia nói xấu điều này hay điều khác về ta. Bởi vì không có lửa nào tệ hại như lửa ấy. Nói là một điều rất tai hại. Người sư dạy quả tùng khẩu nhập, nói ra lời nói mà tai họa đến thân. Nói ra lời nói mà mình khổ, người khác khổ, nên cần phải dè dặt cẩn thận lời nói. Vì thế người đệ tử của Phật cần ít nói, nói ra phải suy nghĩ cho thật kỹ, không dùng những lời nói thô lỗ khiếm nhã, không dùng những lời nói hung dữ quyền rủa, thề thốt vân vân. Không nên tranh luận hơn thua với ai dù bất cứ việc gì, không chỉ trích khen chê ai, nói phải nói phải ôn tồn nhã nhặn, êm ái nhẹ nhàng, từ tốn. Nói không được cướp lời người. Bởi vậy chánh ngữ là lời nói làm mình vui, người khác vui. Nó là nẻo thứ ba trong tám nẻo đưa con người đến niết bàn giải thoát. Nếu ai đã quyết tu theo đạo Phật mà xem thường miệng lưỡi của mình là người đó chưa hiểu đạo Phật. Đạo Phật biết rõ miệng lưỡi của con người rất độc, độc hơn loài thú dữ, rất sắc bén, sắc bén hơn gươm đao. Bởi vậy người đệ tử của Phật phải siêng năng tu tập miệng lưỡi, phải giữ gìn phòng hộ miệng lưỡi từng phút từng giây. Vì thế nói được, vì thế nó được Đức Phật cho đứng vào hàng ngũ thứ ba trong tám nẻo đưa đến cứu kính niết bàn. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, muốn có được thân tâm thanh thản an vui và hạnh phúc thì con phải tu sửa lời nói. Khi lời nói thoát ra khỏi miệng, con phải nhớ kỹ là không làm khổ mình khổ người, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cân nhắc lời nói. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ tư, chánh nghiệp. Chánh nghiệp thuộc về thân. Chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là những hành động, việc làm, nghề nghiệp chân chính, đúng đắn, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, đem lại lợi ích cho mình, cho xã hội. Vậy hành động, việc làm, nghề nghiệp chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý trong đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có hành động, việc làm, nghề nghiệp chân chính, lương thiện, đúng lẽ phải, hợp chân lý, làm lợi ích mình, lợi ích người, lợi ích xã hội, thì ở đó mọi người có giải thoát, có thân tâm thanh thản, an vui. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà thầy đã dạy ở trên. Vì thế Phật dạy chánh nghiệp là dạy chúng ta mỗi mỗi hành động của thân đều phải ý tứ music, cảnh giác từng ly từng chút, không để cho những hành động đó sơ sót phạm vào điều ác. Cũng như phải chọn nghề nghiệp làm ăn sinh sống, phải nghề nghiệp lương thiện, không gian ác, và không được làm những nghề nghiệp sát hại chúng sanh như săn bắn bắt cá, nghề nghiệp giết trâu bò heo dê gà vịt vân vân. Không được làm nghề ăn trộm ăn cắp móc túi, làm nghề gian lận bài bạc cá ngựa hội hè. Tóm lại, trong cuộc đời sống hàng ngày, muốn đi vào nẻo chánh nghiệp thì phải tu sửa mọi hành động của thân, thay đổi mọi nghề nghiệp bất thiện, chọn lấy nghề nghiệp thuần thiện. Nhờ đó mà thân tâm con và cả gia đình đều được an vui, thanh thoát, hạnh phúc. Bây giờ con tiếp tục tu tập nẻo thứ năm, chánh mạng. Chánh mạng thuộc về pháp trần. Pháp trần có hai loại: một, vật chất; hai, tinh thần.
Chánh mạng là gì? Chánh mạng là sự nuôi sống thân mạng bằng vật chất và bằng tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch. Vậy nuôi sống thân mạng bằng vật chất, tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch của đạo Phật là gì? Là thiện pháp. Ở đâu có sự nuôi sống thân mạng bằng vật chất, tinh thần chân chính, lương thiện, trong sạch thì ở đó thân tâm giải thoát, an vui, hạnh phúc. Vậy thiện pháp của con là gì? Là 10 giới mà thầy đã dạy ở trên. Vì thế Đức Phật dạy chánh mạng là để chúng ta hiểu rõ từ vật chất đến tinh thần để nuôi mạng sống. Về thực phẩm nuôi sống phải làm bằng nghề nghiệp lương thiện, không có sự đau khổ của chúng sanh trong đó, không có sự gian tham trộm cắp trong đó, không có máu xương chúng sanh trong đó, không có sự gian lận. Please recharge in time. Music. Trong đó, về tinh thần phải bằng chánh pháp, không được gặp pháp nào tu theo pháp này, mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Người theo đạo Phật muốn nuôi tâm mình bằng thực phẩm tinh thần thì phải cân nhắc cảnh giác kỹ lưỡng. Vì tà pháp đang lẫn lộn trong chánh pháp, rất khó phân biệt. Cho nên chánh mạng trong đạo Phật là nuôi thân mạng vật chất lẫn tinh thần, đều lấy giới luật và làm thực phẩm mà con đã học. Tóm lại, trong đời sống hàng ngày tu tập theo đạo Phật, con phải sửa lại những thực phẩm nuôi mạng sống hàng ngày bằng những thực phẩm lương thiện do nghề nghiệp làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những thực phẩm đó không có sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Về món ăn tinh thần, pháp môn không có mê tín, trừu tượng, mơ hồ, ảo tượng, vân vân, thì đó là thiện pháp, giới luật của Đức Phật. Nhờ đó thân tâm con sẽ được thanh thoát, an vui, hạnh phúc, giải thoát. Bây giờ con tu tập nẻo thứ 6, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn thuộc về tâm. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là kiên trì, bền chí, gan dạ, dũng cảm, đầy đủ nghị lực, cương quyết, hăng hái, cố gắng, quyết tâm, nhiệt tình, siêng năng, chuyên cần. Vậy chánh tinh tấn phải tu như thế nào? Phải giữ gìn thời khóa tu tập nghiêm chỉnh, giờ nào việc nấy, không được bê trễ, không được bỏ qua. Việc làm chưa xong phải quyết tâm làm cho xong. Một lần chưa xong, hai lần, ba lần, bốn, năm, mười, trăm ngàn lần phải xong, đó là chánh tinh tấn. Quyết tâm đoạn dứt tâm ham muốn để thoát ra cảnh đau khổ của thế gian. Nếu một lần chưa đoạn dứt được thì hai lần, ba lần, bốn, năm, mười, trăm ngàn lần phải làm cho được, phải đoạn dứt cho được. Battery is low. Please recharge in time. Music. Đó là chánh tinh tấn. Là một việc mãi mà tâm không thối chuyển, không nản chí, đó là chánh tinh tấn. Gặp khó khăn phải vượt qua cho được, làm cho được, thực hiện cho được, đó là chánh tinh tấn. Người có nghị lực, có bền chí, có gan dạ thì có lo gì con đường giải thoát của đạo Phật mà chẳng đạt tới đích. Bởi vậy chánh tinh tấn là nẻo tu hành khó khăn nhất trong tám nẻo của đạo Phật. Nó là nẻo duy nhất rèn luyện tâm đầy nghị lực, bền chí. Có bền chí, có nghị lực mới gọi là chánh tinh tấn. Hằng ngày siêng năng chuyên cần tu tập ngăn ngừa, bảo vệ, phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Luôn music. Lúc nào cũng cảnh giác bằng thiện pháp áp dụng vào năm nẻo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trọn vẹn, trong giới luật, không lúc nào lơ đễnh biến trễ, thì đó là tu tập chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn phải hiểu là tu tập gan dạ bền chí kiên trì.